Bỏng lắc bây giờ phải để rút tay về phòng thủ. Hiểu không nhá? Đấm vào mặt rút tay về. Em đừng lo cho là cái việc bỏng lách được hay không, em phải lo là em đấm có trúng bỏng hay không. Tập trung vào đánh thẳng mặt. Mạnh ui. À anh Hoàng đau rồi, anh Hoàng đau. Anh Hoàng mạnh, anh Hoàng ơi. Đấy, đánh đòn tủ, đánh căng lên. Sao mua một suất dặn không cay không ạ? Cho em ăn cay không ạ? Nhưng mà sao anh bảo... Sao em lại ăn cay cơ? Sao anh bảo mày tí nữa đi ăn lẩu mà sao lại đi ăn cái này? Tự nhiên em lại ăn hộp phương này ạ. Mà đây tí nữa suất ăn cay cơ. Tại sao em không hiểu sao em ngồi chỉ cần em ăn bánh đá luôn anh ạ? Buồn đâu. Thế nên em pha xưa mông cổ nhanh lên em ơi. Xưa mông cổ. Tăng 10 phần công lực. Đâu à? Nhất toàn đoàn. Gập cổ vai. Gập cổ vào, gập cổ vào. Gập cổ xuống. Ngã. Bắt đầu, keep cho bắt đầu, ok. Đưa mềm mềm của Tùng Phan. Ta thăm mông xuống. Đi được không anh? À, đây. Mỏi chân. Relax luôn. Belim Bolo à? Nói chung là gọi là kẹo lạc. Thì trả lời em rồi đấy là anh lại chấp em anh làm hai việc cùng một lúc nhá. Anh tên của họ có tên đầy đủ anh là Tích Phương Anh.